đường về của con. Cô chú nhìn đi, ổi hoang. Ổi mà nó trái đúng quá trời trái, rụng đầy gốc hết, không ai thèm ăn hết. Trái chín hết nha cô chú. Ở đây có một cái cây trạng nguyên. Không biết cô chú đã biết cây này chưa nhỉ? Con thì nói chung cây cối thì con cũng biết chút chút. Cây này chắc ở dưới thành phố thì cô chú cũng biết, người ta hay bán á. Nhưng mà nó chỉ là những cái cây nhỏ bỏ trong chậu thôi. Ví dụ như một cái cành này nè, đó nhỏ nhỏ vậy xong người ta bỏ chậu người ta bán thôi. Còn đây thì cây nó rừng nó mọc ở bờ rào vườn cà phê người ta. Ủa, phải nói là tuyệt vời luôn cô chú. Mọc nó ra hoa rồi đó. Hình như loại này hoa quanh năm thì phải. Đây, nhìn hoa đỏ rực một góc trời luôn. Tên của nó là trạng nguyên, tên của nó là trạng nguyên á cô chú ạ. Với lại ổi, ổi thực sự là cái hồi nãy là con quay được có một xíu thôi cô chú. Nguyên một cái dãy này là ổi, ổi hoang đó, ổi nó mọc lên quá trời luôn. Ổi thì ổi người ta trồng á, xong rồi cái hạt nó rớt xuống, nó trôi theo mương nước, xong nó mọc đầy mương nước á, gặp cái điều kiện thuận lợi nó sẽ mọc lên. Rồi cái gì nữa nhỉ, hoặc là chim á, chim nó ăn nó ỉa rồi nó sẽ mọc. Nói chứ cái này ngày xưa thời mà tụi con còn nhỏ thì lúc mà khoảng 5-6 tuổi thì những cái ổi này thực sự là không còn đâu. Cái bọn trẻ bây giờ tụi nó chỉ có đi đi học về rồi học thì học chắc cũng cả đêm cả ngày, về rồi không ôm iPad thì cũng ôm máy tính, chả có đi ra ngoài như tụi con ngày xưa. Tụi con ngày xưa cứ đi học có nửa buổi với mấy, đi học về phát là đi lang thang ngoài đường hết, bắt tắc kè rồi đi phá nước rồi đi các kiểu ra điểu, đi quanh xóm rồi đi ăn trộm ổi này nọ. Nên những cái ổi này ngày xưa trái non cũng không có luôn á. Đây giờ trái đầy chín không ai thèm ăn cả. Ổi trắng không phải ổi đỏ. Rồi cái cây này nữa cô chú. Không biết ai biết cây này không nhỉ? Cây này hồi nhỏ tụi con cũng ăn được, trái quá trời ăn, trái quá trời trái. Cũng chả biết tên nó là gì. Ăn thì cứ ăn vậy thôi. Người này chỉ ăn được thì ăn. mấy ông lớn á, lớn hơn con vài ba tuổi, họ chỉ ăn thì ăn. Đó là câu chuyện của ngày xưa thôi. Còn bây giờ thì những thứ này cũng ít. Người ta làm đường chặt hết. Còn ở trong những vùng sâu sâu này mới còn. Công nhận cái bụi trạng nguyên đẹp kia. Không có đem cái flycam đem quay xung quanh bụi này luôn mới đã. Đó được một góc trời luôn á. Dạ rồi, con chào cô chú ạ.